Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Far Cry 3. Thì mình đang làm một cái nhiệm vụ mà nó đòi mình đi săn một con đà điểu cổ vàng rất là quý hiếm bằng khẩu súng này đây. Khẩu súng ngắm mà nó cho mình nha, chứ mình không có được lấy khẩu súng của mình đang cầm. Đó. Nó bắt mình phải cầm cái này. Ok, chơi luôn. Vậy chúng ta sẽ qua bên đây ha. Bên đây là cái khu vực mà có rất nhiều những cái con đà điểu. Nhưng mà mình phải tìm chúng cái con cổ vàng mới được. Con này thì cái cổ màu xanh hay gì nè. Thôi quất luôn. Một con. Chúng ta là thợ săn chuyên nghiệp nha các bạn. Túi đồ đã đầy. Giờ mình xóa bớt mấy món đồ. Xong. Con này chắc không phải đâu, để lấy thử coi. Chính xác. Không phải. Con này là cổ xanh mà. Ê kìa. Oh my god. À. Mày. Ơi. Mấy con này sao. Trời. Mấy con này hung dữ vậy. Nó đánh mình với một cái tốc độ ánh sáng luôn á các bạn. Lấy chân nó đá mình nó nhanh lắm. Giả mang mấy con này, tao phải trừ khử tụi mày thôi. Chết. Để tụi mày sống chặt đất không à. Ow. Mày. Chết bà mày chưa. Đây con chúa đây rồi. Con đà điểu cổ vàng. Mẹ nó. Nó chạy qua túi bên đây nè các bạn. Mày cổ vàng hả con. Trong đây có đồ gì nè. Thôi mình để mình giết nó xong đi. Mình vô mình lụm. Mình lấy. Đây thanh niên cổ vàng đây. Không chết à. Không chết. Ow. Quê. Bình tĩnh. À. Trời sao nó mạnh vậy. Ây da. Chó nhất. Oh no 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 no. Nó đá một phát chết luôn kìa. Nó chạy rìa rìa này. Má ơi. Lần đầu tiên trong đời mới đụng phải một cái con khủng khiếp đến như vậy á. Ơ kìa. Nó rớt xuống núi rồi. Mày. Bị mình dụ quá các bạn. Bị mình dụ té xuống núi. Té xuống núi đứng yên luôn ha. Bó tay. Bây giờ tao sẽ lột da mày thôi. Xong. Hơn quá, để có dây leo cho mình leo lên nè. Định mệnh gặp con này quá trời hung dữ các bạn ơi. Nó đá một phát là coi như là hết máu luôn. Phải lấy da mấy con này mới được. Mình phải lấy để đền bù thiệt hại hồi nãy giờ tụi nó gây ra cho mình. Phải đền bù tiền đạn nè, thấy không? Tiền áo giáp nè. Rồi tiền cứu thương này nọ nữa. Để mình chế mấy cái ống cứu thương coi. Nãy giờ mình sẽ sử dụng hết 3 ống rồi đó. Đáng ghét bọn này. Rồi trong đây có cái đồ gì đây. Ô oh, đây là một người lính Nhật. Hình như là đúng rồi, lính Nhật các bạn ơi. Thời chiến tranh thế giới thứ hai gì đó, người ta chiếm đóng ở đây á các bạn. Cái hòn đảo này á. Này là cái căn cứ bỏ hoang. Wow. Đây là đâu? Ô oh. Đỡ quá. Wow. Ở đây có một cái view rất là đẹp các bạn. Lấy thêm miếng nữa.
lấy được nữa không? Rồi full này. Rồi mình khám phá cái chỗ này cái rồi mình sẽ đi chiếm mấy cái căn cứ nha các bạn. Mình sẽ tìm mấy cái căn cứ để mình chiếm. Ô! Oh! Tại sao có ông này chết ở đây kìa? Ông làm gì ở đây? Ok, chúng ta đi đi tìm căn cứ để chiếm thôi. Ở đây còn sót lại một cái nè, hai cái nè. Còn hòn đảo bên này là toàn những căn cứ thứ dữ thôi. Chơi không ta? Thôi, chúng ta chiếm căn cứ dữ dằn đi. Chơi khó khó nó mới vui ha. Nè ở đây nè. Thì những cái tất cả những cái căn cứ của hòn ở bên phía bên này của hòn đảo á, hòn đảo thứ hai này nè, là toàn là tụi áo vàng không à các bạn. Mà tụi áo vàng thì tụi nó rất là dữ dằn. Oh, quên, mình phải đổi lại. Mình phải đổi vũ khí lại. Đây. Cây súng nãy mình đang cầm. Oh my god, ở đây không có động đậy được nha. Không quậy ở đây được. Tại đây rất là đông. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tới chỗ này. Hơi bị xa. Hay quá, mình đã tìm được một chiếc thuyền. Ok, chúng ta vừa đi vừa du lịch nha. Vừa đi vừa ngắm cảnh. À, biển xanh quá đẹp luôn ha. Mình là kết cái màu xanh của nước biển trong game này luôn á. Quá đẹp. Kế bên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đột nhập vô khu rừng vực cấm của nó sẽ bắn liền. Chắc chắn trên đây là có một thằng nè. Trên mấy cái tháp cạnh này kiểu nào cũng có chứ. À, mấy thằng áo giáp này mình không sợ nữa đâu. Do mình đã nâng cấp cái tỳ chiêu để giết tụi nó rồi. Giết bằng dao luôn á. Đầu tiên là mình phải xử cái thằng ở trên này trước. Nó soi kỹ lắm. Chết nha. Oh. Oh yeah. Hai đứa. Ấy ấy. Ba đứa. Nó không thấy đâu. Oh. Thằng kia nó thấy gì rồi. Chúng ta đã đánh động căn cứ của tụi nó rồi. Có đường vô bên đây không ta? Thường thường nó sẽ có cái lỗ mà cho mình chui vô á. Chui lỗ chó các bạn. Mày canh cái gì hả? Mày, oh my god. Mình yêu cái súng này quá các bạn ơi. Ê, nó thấy. Nó thấy rồi. Không, nó chưa thấy thôi, nó mới nghi ngờ mình. Nó nghi ngờ mình ở bên này. Nó chạy qua nhưng mà mình đã mất tích rồi. Hehe. Ô. Vậy là sống đó hả? Mình thấy còn hai ba thằng nữa mà. Mà hai ba thằng đó là không có dính dáng tới cái căn cứ này cho nên là không tính. Đó, thấy không? Kỹ năng mà gìn rập và sát thủ của mình đã được tăng lên gấp bội rồi. Không còn như xưa nữa. Ha ha. Hồi xưa bị báo động
Bây giờ thì không còn nữa. Rồi vô đây mua đạn nha. Rồi mình nhảy qua một cái căn cứ tiếp theo. Bữa nay tập trung vào những cái căn cứ đi, để sau này mình đi làm nhiệm vụ cho nó dễ. Kiểu như đường đi nó dễ hơn các bạn. Tại nhiều cái căn cứ nó án ngữ ngay cái đường chính vậy nè các bạn. Mình chạy qua là bị nó bắn. Lu bu lắm. Rồi chúng ta sẽ tìm một cái căn cứ tiếp theo của chúng ta. Đây. Mày xui rồi con. Trình độ sát thủ của tao nó tăng lên gấp bội sau một kỳ nghỉ Tết. Đây. Ở phía trên đó có xe không? Chúng ta phải lấy một chiếc xe để đi chứ. Không lẽ đi bộ. Ghép này mình ghét nhất là cuốc bộ luôn. Đường thì xa mà nhiều lúc không có xe các bạn, phải chạy bộ một quãng rồi mình mới gặp xe của tụi nó. Phải bắn nhau với tụi nó mới có xe nữa chứ. Ê! Chạy xe cẩn thận nha game này. Rồi, vệ kiến. Mới nhá. Ông tới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau giải phóng toàn bộ cái hòn đảo này. Hòn đảo đã bị chiếm giữ bất hợp pháp bởi cái lũ mà buôn bán nô lệ và ma tí. Không biết tụi nó có bán ma tí không nữa. Được. Tụi mày có nuôi chó à. Nuôi chó thì tao sẽ xử con chó của tụi mày. Sau đó thả con gấu ra cho nó nổi loạn chơi. Chết con chó. Hi hi. A đu. Hai con chó. Bà đặt nuôi chó hả cưng. Ô. Oh. Chuông nè. Phá chuông hết luôn. He he. Nó chưa biết đâu. Chết. Oh my god. Oh shit. Có nên thả gấu không ta? Chết. Xong. Căn cứ này nói chung là cũng ít người. Tốn vài cây cung với vài viên đạn súng ngắm thôi là lấy được cái căn cứ này rồi. Quan trọng là chúng ta phải nấp thật là kỹ để không thôi tụi nó thấy à. Mình càng ngày càng thích cái vụ mà đánh lén, truy sát, ám sát này á. Để có máy tính học cỏ. Rồi mua thêm vài cái cung tên nha. Chúng ta sẽ tới căn cứ tiếp theo. Chúng ta đã tìm thấy 12 trong số 20 cái thẻ nhớ. Đây. Kế bên. Chúng ta sẽ di chuyển nhanh tới đó. Bữa nay mình sẽ làm gỗ cho nó ha. Có xe không? Có hai chiếc. Ô kế bên luôn. Khỏi xe mệt. Đó. Ý, có thằng đó đang làm gì kìa. Nấp vô bụi lùm. Ồ. Oh.
chúng ta là sát thủ chuyên nghiệp phải núp lùm. Ồ, có thằng phun lửa. Nên headshot thằng này hay là lại đâm nó ta? Headshot này. Chùm. Ow! Nó thấy rồi. Định mệnh. Sao xui vậy ta? Kìa, chạy tán loạn hết trơn kìa. Nó có bấm gọi cứu viện chưa? Hình như nó chưa có kích hoạt cái chuông đâu các bạn. Phá chuông của tụi mày luôn. Bên đây, bên đây, bên đây. Bên đây nè. Oh shit, nó biết vị trí của mình. Mày. Chết ngắt. Ơi, lấy súng bắn luôn. Rồi xong. Còn thằng cuối thì chúng ta có thể gây ồn ào một chút. Lại một căn cứ nữa đã được giải thoát. Ai đây? Bồ hả? Mấy bồ hay thiệt. Lúc mình chiến đấu đơn độc thì không thấy đâu. Tới chừng xong mục tiêu rồi thì tụi nó xuất hiện như là ăn mừng nhé. Còn nào không ta? Làm thêm một cái nữa thôi. Căn cứ quá nhiều mà. Địa điểm này hơi bị xa ha. Này các bạn thấy xui không? Mình đang chạy xe. Coi như là lội núi. Chạy tới đây thì mắc kẹt vô cục đá. Không thể chạy được nữa. Xui không? Mình đã gặp tình huống này trong cái game này 2-3 lần rồi đó. Nhiều lắm rồi đó. Này cho các bạn coi nè. Mình vô mình lên ga luôn nhưng nó không thể chạy được. Đó. Đậm mệnh xui dữ dằn luôn. Mình đang trên đường tới cái căn cứ tiếp theo ở đằng trước đó các bạn. Không sao đâu. Kiểu nào cũng có xe thôi. Mà hình như nó kế bên hay gì kìa. Lần này thì phải cút bộ thôi các bạn ơi. Oh my god. Mình tính lại lấy xe này nhưng mà thấy chỗ này nó giết người nè. Thật là giả mang. Phải xử tụi nó thôi. Bọn mày giết người hả? Yeah. Ý. Sau lưng mình có. Không để ý. Yeah. Mình không để ý là có chiếc xe ở sau này. Ơ, nó tới nữa kìa. Oh shit. Yeah boy. Chết cả đám nha. Rồi, lấy xe đi luôn. Lúc mình không cần thì xe nó tới dồn dập ha các bạn. Lại 2-3 chiếc. Kìa, căn cứ sát bên thôi, sắp tới rồi. Đây sẽ là cái căn cứ cuối cùng trong ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chiếm ha. Không phải là cuối cùng ở cái hòn đảo này. Còn nữa.
chỉ là trong cái clip này thôi. Đây là cái căn cứ cuối cùng mình sẽ lấy. Đó, chúng ta phải soi thật là kỹ nha các bạn, để sót là nguy hiểm lắm á. Tụi nó có nuôi chó không ta? Ghét nhất là cái lũ chó. Mình sẽ thông não cái thằng áo giáp đứng trong đây. Quá chuẩn. Mày. Ô. Rồi. Phát hiện. Chạy luôn. Sợ gì chứ? What the fuck? Có chuyện gì đã xảy ra vậy các bạn? Hình như sau lưng mình có một đứa nữa thì phải. Chiếm lại, chiếm lại. Không có băng. Bộ mày chen giang. Chuyện này phải bắn bớt tụi nó mới được. Tỉa bớt tụi nó. Hồi nãy mình bắn ngay cái chuông á, gây tiếng động tụi nó, đánh động tụi nó. Không thôi là tụi nó không biết đâu. Thấy không, làm vậy gọn không? Áo giáp xong hả? Yeah, xong. Thì ra nó còn một thằng áo giáp nữa. Ok, thì sau khi chiếm cái căn cứ này thì mình quyết định sẽ dừng video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tập này của mình nha. Và các bạn nhớ để lại một like cũng như là đăng ký channel của mình nha. Rồi, bye mọi người.